Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, khả năng cao iPhone 2019 sẽ có thiết kế cụm camera dạng vuông giống với iPhone XR. Ngoài ra, mẫu smartphone giá rẻ của Apple còn có thể được nâng cấp lên camera kép. Về tổng quan thiết kế thì iPhone XR 2019 không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước đây. iPhone XR 2019 trong bản concept vẫn sở hữu màn hình tai thỏ với phần khuyết đỉnh khá lớn, nơi chứa camera selfie, loa thoại và các cảm biến của máy. Trong bản concept này thì camera selfie của iPhone XR 2019 cũng được nâng cấp lên độ phân giải 12MP so với độ phân giải là 7MP đã có mặt trên thế hệ trước đó. Còn mặt sau thì iPhone XR 2019 vẫn có lưng làm từ chất liệu kính bóng 7 và đi kèm với hệ thống camera kép được đặt trong một cụm hình vuông như bộ đôi iPhone 11 và 11 Max cao cấp hơn. Cụm camera kép của iPhone XR 2019 sẽ bao gồm một ống kính tiêu cựu chuẩn có độ phân giải 12MP và một ống kính tele có độ phân giải là 8MP. Bên phải các ống kính là vị trí của đèn flash LED và micro thu âm. Các tin đồn trước đây cho biết là iPhone XR 2019 còn có thể tích hợp rất nhiều những tính năng mới như là sạc ngược không dây, bộ xử lý A-Siri nhanh hơn, pin được nâng cấp về dung lượng. Rất có thể là iPhone XR 2019 vẫn có kích thước màn hình 6,1 inch và là chiếc iPhone cuối cùng có màn hình LCD. iPhone XR 2019 có 4 tùy chọn màu là vàng, bạc, đen và đỏ. Tuy nhiên, nguồn tin trước đó từ 9to5Mac cho biết là iPhone XR 2019 sẽ có thêm 2 màu sắc mới là xanh lá và màu tím hoài hương. Đồng thời, Apple được cho là cũng bỏ 2 màu cũ đang có trên XR là xanh dương và cam san hô. Các bạn thân mến, theo Android Police thì Galaxy Note 10 sẽ không còn các nút vật lý và khe cắm jack cắm tai nghe. Samsung đã rất táo bạo khi là công ty duy trì jack cắm 3,5mm trong một thời gian dài. Google, OnePlus, Huawei và Apple thì đều đã loại bỏ jack cắm tai nghe 3,5mm trên các mẫu flagship của họ. Thậm chí là nhiều flagship giá rẻ như là Mi 9 của Xiaomi, Honor 20 của Honor hay là Reno của Oppo cũng thiếu đi jack cắm tai nghe quen thuộc. Với việc loại bỏ các chi tiết này thì sắp tới Note 10 sẽ chỉ còn lại cổng kết nối USB Type-C và Bluetooth cho tai nghe. Đây sẽ là cổng kết nối duy nhất trong nguồn điện và các tính năng khác của Samsung như là Dex. Thay đổi thú vị mới được tiết lộ đó là Samsung sẽ loại bỏ các phím vật lý, đặc biệt là phím nguồn, âm lượng và phím Bixby. Thay vào đó là phím cảm ứng điện dung và cảm ứng lực, nhô lên một chút so với bề mặt và nằm dọc theo cạnh máy. Với thay đổi này của Samsung, nếu người dùng muốn thưởng thức tai nghe với jack cắm âm thanh truyền thống trên một chiếc smartphone cao cấp, có lẽ lựa chọn duy nhất là đến từ LG khi công ty Hàn Quốc vẫn đang sử dụng Hi-Fi Quad DAC 32bit làm sức hút trên các thiết bị của mình. Vì vậy, họ sẽ khó lòng từ bỏ jack 3,5mm trong thời gian sớm. Google và Motorola cũng đang sử dụng jack 3,5mm, nhưng chỉ giới hạn trên các thiết bị tầm trung. Các bạn thân mến, theo thông tin dò dỉ thì Galaxy M40 sẽ có camera sau 32MP và cam trước là 16MP. Về pin thì mẫu smartphone cao cấp nhất của dòng Galaxy M sẽ chỉ được trang bị viên pin là 3500mAh, chứ không phải là 5000 như lời đồn nữa. Các thông số còn lại của Galaxy M40 bao gồm màn hình Infinity O 6,3 inch, độ phân giải 1080x2340px. Màn hình này có đục lỗ nằm ở góc trên bên trái cho camera trước. Máy dùng con chip Snapdragon 675, 6GB và dung lượng 128GB. Bên cạnh camera chính 32MP thì phía sau Galaxy M40 còn có camera phụ 8MP với khả năng chụp góc siêu rộng và camera thứ 3 có độ phân giải là 5MP dùng để tính chiều sâu. Galaxy M40 sẽ là smartphone Galaxy M đầu tiên chạy Android 9 Pie ngay khi xuất xưởng. Gần đây thì Samsung tuyên bố rằng họ đã bán được hơn 2 triệu chiếc Galaxy M tại Ấn Độ. Chắc chắn gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ muốn Galaxy M40 cùng anh em dòng M khác sẽ giúp họ tăng gấp đôi doanh số thị phần smartphone online tại Ấn Độ trong năm nay. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cần đóng góp nào thì hãy để lại phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.